Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ỷ Thiên TV trong phần chơi Minecraft Galactic Science. Trong thời gian giữa hai tập, mình đã treo máy cũng khá nhiều và ta hãy xuống kiểm tra xem chúng ta được 64 và 22 cục Venus Crystal. Quất hết luôn. Ta sẽ đem nấu nó lên. Bây giờ ta sẽ bỏ vào trong này, ta chia làm đôi đi ha, cho nó dễ. 43 và 43 bên đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua bên Venus để coi thử cái Ender Quarry nó chạy tới đâu rồi. Bây giờ chúng ta hãy bấm bay qua Venus một cái. Bởi vì trong thời gian mình treo máy á, mình để ý là nó đào rất là nhiều, nhưng nó không được bao nhiêu cái Venus Crystal cả. Nghĩa là bên dưới đó, cái Venus Crystal nó cũng khá là hiếm. Ở chỗ này chúng ta đã biết rồi, chỗ này chúng ta đào rồi. Cái chỗ mình đào nó ở xa hơn nữa. Ta sẽ cần phải bay về phía bên kia. Nhảy đi chứ không phải bay. Bởi vì chúng ta nhảy cao quá, giống như là bay vậy đó. Nè đó, nhảy lên. Và mình đặt cái Ender Quarry, cái góc ở đó đúng không? Thì cái góc nó đang đào sẽ nằm ở phía đối diện. Bây giờ chúng ta sẽ nhảy tới bên đó. Khu vực rất là lớn, nhưng mà chúng ta chỉ cần đi qua tới đây là mình có thể nhìn thấy được khu vực nó đang đào liền à. Rồi từ từ bình tĩnh và nhảy lên một cái. Đó, tới đây rồi sao? Như vậy là nó đang đào tới chỗ này. Ta sẽ chạy lại gần hơn và có thể coi được dễ dàng hơn. Đâu rồi? Đào tới đây rồi hả? Cũng được. Và chúng ta sẽ chờ một chút cho nó lót những cái chân ở nơi này ra một cái nha. Rồi. Và lót ra cưng. Lót ra. Chúng ta đứng chờ một chút xíu để nó lót ra. Bây giờ, ủa tại sao nó không lót ra vậy? Hiện ra đi. Rồi, cái chỗ đó là điểm cuối và điểm đầu ở bên này. Thì mình không đếm là bao nhiêu chân, nhưng mà mình biết nó rất là rộng. Và chúng ta hãy nhảy lên, coi cái điểm kết thúc của cái mớ đất này là đâu. Đằng kia. Như vậy mình đã làm chắc cũng cỡ gần 10 chân á. Đó, tuốt đằng kia luôn. Rồi, và chúng ta đào rất là nhiều thì mới được có hồi nãy là 64 với 22 đúng không? Ghê chưa? Nghĩa là cái thằng Venus Crystal này quá hiếm. Mặc dù đã đào rất là nhiều như thế này, nhưng mà vẫn hiếm. Mình thấy có một cái bình luận hỏi là sau khi sử dụng cái Ender Quarry để đào một cái chỗ nào đó, nó lại có đất, chứ không phải là nó xuất hiện một cái lỗ khổng lồ. Chúng ta vẫn có thể có được một cái lỗ nếu bạn có cái Wormhole Upgrade dành cho Ender Quarry. Nhưng mà cái Ender Quarry nó tiện lợi một chỗ á, là nó sẽ thay đổi những cái cục đá này chẳng hạn trở thành một cục đất để nó giảm cái độ lắc khi mà chúng ta chơi đi. Khi bạn bỏ nhiều mod vào á, nó sẽ dễ gây lắc máy nếu máy bạn không đủ mạnh. Vì vậy nó giúp chúng ta giảm lắc rất là tốt. Và cái Ender Quarry nó hoạt động theo nguyên tắc á, là bạn cứ đánh dấu khu vực nào muốn nó đào. Rồi nó sẽ lót từng cái chân ở trong đó ra. Rồi nó quét hết cái chân đó. Nghĩa là nó đào hết, nó đổi thành đất hết á. Sau đó nó mới chuyển cái chân kế tiếp, nó lót cái chân kế tiếp ra. Và nó sẽ unlót cái chân kia lại. Như vậy nó sẽ không có tốn tài nguyên của máy. Và nó giảm bớt được cái tình trạng lắc. Bây giờ chúng ta đã đào tới đây rồi ha. Nó sẽ đào lên trên ngọn núi này luôn nè. Và chắc cũng sẽ mất rất nhiều thời gian nữa thì nó mới đào hết toàn bộ cái khu vực mình vừa đánh dấu. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải đi về để chúng ta sử dụng cái mớ Venus Crystal đó. Trước khi chúng ta tiếp tục thì ta hãy ra bên ngoài kiểm tra một cái. Bởi vì những cái Ender Lily của mình vừa cho thêm một cái Ender Lily Seed nữa. Mình đã có được 3 cái chúng ta đang trồng. Và nó đang được khoảng 8 cái Ender Pearl. Cái tốc độ sản xuất cũng không cao, nhưng thà có còn hơn không. Bây giờ chúng ta hãy lấy những cái Venus Crystal ra nào. Mình đã chuẩn bị sẵn những khối than rồi. Ta hãy chế tạo Naquada 12 cái. Bởi vì chúng ta hết than. Ôi, đau lòng quá. Như nó mà chỉ có 12 thôi. Và chúng ta đang có 38 ở đây. Chúng ta sẽ cần... chúng ta được 4 stack block of coal. Cũng rất là kinh đó nha. Nếu chúng ta phải sử dụng hết số than này mà nó không đủ nữa thì cũng mệt luôn á. Đây, chúng ta nên thêm một cái block of coal vào để bấm công thức cho nó lẹ. Mình không có cần phải bấm tay làm gì cả. Đây là color block of coal, nó đây. Và ta hãy lấy tiếp 16 đúng không? Cứ lấy nhiều nhiều đi. Rồi chế tạo còn dư lại thì cứ để đó, không sao cả. Và 64 cái lack stand lát nó chuyển từ lừa hết trơn. Và thêm được 56 cái. Bây giờ ta hãy chế tạo. Ủa, có cần phải chạy vòng qua hay không? Đâu có cần đâu. Và mình được thêm 43 cái. Vẫn chưa đủ các bạn ơi. Và ta hãy lấy 3 stack ra. Ôi, than thật là kinh khủng. Chúng ta sử dụng hết số lượng than mình đang có luôn rồi. Còn 27 cục.
quán phát ra chế tạo thêm được 3 block nữa coi. Chơi tới luôn. Này là chơi khô máu luôn nè. Naquada được 3 cái nữa. Ta còn dư lại 40. Như vậy chúng ta sẽ chia nó làm đôi. Và chỗ này là 11 và 12. Ta chia tiếp. 11 và 12 chia xuống dưới hay hơn ha. Đó. Để chúng ta sẽ bỏ nó vào trong đây để chuyển nó thành ingot. Rồi, giờ làm sao để chúng ta có được thêm những cái cục than? Thì than có thể chế tạo từ công thức của MyChem được. Ta hãy coi công thức. Nó cần 8 carbon là ra. Điều này không khó. Carbon thì mình có dư rất là nhiều. Chúng ta có carbon đây. Chúng ta sẽ chế tạo than luôn bằng cái MyChem đó. Và trước khi chúng ta chế tạo than thì mình muốn làm hết cái số Ender Pearl này một cái. Hết chưa? Vẫn còn mà. Bấm tiếp. Chúng ta được bao nhiêu rồi? Bấm thêm cái nữa. Giờ chúng ta có được khoảng 2 stack Ender Pearl cất vào. Và mình vừa nghĩ ra rằng chúng ta nên chế tạo thẳng cái block of coal luôn. Nó sẽ cần 1000 RF và 72 cái carbon hả? 72 chúng ta sẽ cần phải đổi lại. Đó là 64 rồi đúng không? Chúng ta sẽ cộng thêm để cho đủ 72 không? Không được. Nếu chúng ta để kế bên nó cũng chẳng có ra nữa. Như vậy chúng ta không chế tạo block of coal được. Vậy sao đòi 72? Đúng không? Kỳ nha. Giờ ta sẽ bỏ 8 cái carbon vào trỏng. Rồi đó. Và chúng ta bấm. Nó sẽ chuyển thành than. Và mình sẽ cần phải có thêm carbon. Và carbon cách nào dễ nhất để có? Chúng ta lấy gỗ đi. Ta decompose gỗ ra. Nó được cellulose. Ta hãy coi công thức của gỗ nè. Ta decompose ra một cái. Bỏ vào trong này. Cellulose có carbon. Chúng ta sẽ lấy carbon từ đó. Bắt buộc rồi. Như vậy là mình sẽ có dư rất là nhiều hydrogen và oxygen. Giờ chúng ta sẽ được một đống cellulose luôn. Và lên trên này, chúng ta sẽ cần phải ngồi đây chế tạo thêm một chút xíu nữa. Sau khi xử hết cái mớ cellulose đó, biến nó thành carbon, hydrogen và oxygen, mình sực nhớ ra rằng chúng ta có rất là nhiều Venus coal. Ta lấy xài luôn. Tội gì chúng ta cần phải chuyển hóa cái mớ kia cho nó cực đúng không? Bây giờ mình có thể nhân cái số lượng này lên bằng cách nào? Ta hãy kiểm tra xem. Từ 1 được 1, 1 được 1, 1 được 1 và sát mưu 1 được 3 hả? Cái tỷ lệ này có phải là 100% hay không? Thì những cái số đằng sau là tỷ lệ nhỏ hơn, không phải 100%. Như vậy là chúng ta có thể 1 được 3 bỏ vào sát mưu. Ok, vậy mình sẽ sử dụng sát mưu. Ở đây là crusher 1 được 2. Rồi, và có vẻ như chúng ta sử dụng cái sát mưu. Và nếu chúng ta bỏ vào em Flynn hay là cái gì đó ở đây nè, thì Flynn nó cũng dễ kiếm, không có khó. Chơi luôn, không có gì phải ngần ngại cả. Cái Flynn là cái thứ mình có rất là nhiều mà còn dư nữa. Mình phải gắn thêm cái hệ thống để tự bỏ bớt cái Flynn đi. Chúng ta hãy bỏ vào cái xác mill. Đầu tiên là Flynn đúng không? Bỏ vào một stack ở trên. Xem thử coi, 1 được 3 đúng không nào? Nếu nó 1 được 3 thì mình sẽ gắn thêm những cái capacitor vào để tăng cái tốc độ của nó lên. Ok, như vậy 1 được 3. Và mình sẽ cần thêm một cái octadic capacitor luôn. Không có chơi double layer làm gì cả. Thì mình sẽ cần phải chế tạo nó và bắt đầu ngồi ở đây chờ. Chúng ta đã xử lý xong cái mớ nạc khoa đà alloy ingot. Nó đang nấu cái cuối cùng ở trong này được bảy mấy phần trăm rồi. Và mình đang có 23 cái. Yeah! Và chúng ta hãy lấy 23 cái này xuống, đem hết những thứ này xuống. Rồi sau đó chúng ta sẽ cần thêm những cái block of coal để chúng ta làm tiếp nạc khoa đà. Và chúng ta hãy làm nạc khoa đà nào. Tiếp tục lại là nạc khoa đà 40 cái. Và chúng ta sẽ bỏ tiếp vào trong này, ta chia làm đôi đi. Ta sẽ cần phải có 10 em này luôn thì chia làm 3 luôn. Đó, và bỏ vào. Ở đây cũng bỏ vào và bỏ vào. Như vậy là chúng ta sẽ có được thêm một mớ nạc khoa đà nữa. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chế tạo những cái Stargate Green Block nào. Ta được 7 cái. Nếu tính cái sắp xong là chúng ta sẽ được 8 cái. Vậy là chúng ta sẽ còn phải có bao nhiêu nữa? Và mình sẽ cần phải có thêm 13 cái nữa để chế tạo được Stargate Chevron Block. Giờ chúng ta vẫn chưa đủ để chế tạo cái Chevron nên chúng ta cất lại cái Ender Pearl. Haha. Bây giờ xuống dưới kiểm tra xem. Sau một khoảng thời gian mà mình ngồi chờ nó xử lý cái mớ nạc khoa đà, chúng ta chỉ mới có thêm 3 cái Venus Crystal. Và cái Block of Coal này thì không cần phải quan tâm nữa, bởi vì chúng ta có tới 100 cái Venus Ore. Quá dữ.
Bây giờ chúng ta sẽ bay lên trển để chuyển hết mớ này trở thành Venus Crystal. Mình đã làm thêm một cái Octadic Capacitor cho cái Ender, cái Smeltery, gì đó, Alloy Smelter. Chẳng nghĩ sao lộn từ lơ hết trơn vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ cần phải đổi cái em này qua nạc khoa đà luôn đi ha. Ta được thêm 3 cái nữa. Không nhiều nhưng vẫn có thể làm thêm được thì cứ làm. Bây giờ mình sẽ bỏ nó qua bên này, 2 cái thêm 1. Ok, bỏ cái nạc khoa đà này vào đây, lấy em này ra. Và ta cùng nhau chế tạo thêm một cái Stargazing Block nữa nào. Rồi, như vậy chúng ta đã có được 15. Giờ mình sẽ cần phải có thêm 13 cái nữa. Giờ trước khi chúng ta tiếp tục thì mình đã phát hiện mình có được một cục kim cương sau khi chúng ta đang xác mưu những cái Venus Co-op này ra. Tuy là nó chỉ có 1% thôi nhưng mà cũng rất rất là hên mới kiếm được đó nha. Nhỏ hơn 1% nữa chứ không phải là 1%. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục để cho nó xác mưu cái mớ đó ra. Và mình đang có 5 stack kim cương. Chúng ta cần 4 stack để chơi khô máu với lại cái solar panel. Bỏ vào trong cái chemical decomposer để ra được carbon nanotube. Quá dữ, cái này là chơi quá khô máu luôn. Chúng ta hãy coi thử coi mình bỏ cái mớ kia đâu rồi. Chúng ta cất nó vào trong này đúng không? Và đây không phải là Venus Crystal, đây là Irium Crystal. Nó giống giống nhau nhưng mà nó không phải. Rồi sau đó chúng ta sẽ cần thêm một cái solar panel. Rồi đó, lấy trước những thứ này xuống. Và lấy hết polytone chưa? Lấy hết rồi. Và tới đâu rồi? Bỏ vào tiếp carbon nanotube. Chơi khô máu luôn mà. Đây, đây, đây và đây. Chúng ta sẽ cần thêm 1, 2, 3, 4, 5. Ta cần thêm 3 cái nữa. Và bỏ tiếp vào. Đó, dữ chưa? Đây là được 1 cái rồi nè. Chúng ta làm 1 cái trước đi ha. Và kế tiếp, lấy 2 sắc này ra. Bỏ vào chổng 2 cái. Và còn 1 cái nữa. Ta cùng nhau chơi khô máu tiếp nào. Yo. Cái mod pack này thực ra mà nói á, thì nó khó, nó không khó. Nó chỉ có cái tới giai đoạn này là nó yêu cầu chúng ta cần phải có rất nhiều tài nguyên và chịu chơi thì mới chịu nổi với nó. Đây là 4 stack carbon nanotube. Đó, ta bỏ vào và lấy cái polytone cuối cùng ra. Sau đó chúng ta hãy cùng nhau chế tạo solar panel cấp độ 5. Keng. Và không cho bấm vô hả? Vậy bấm bằng tay. Ta để từ từ vào polytone. Căng thẳng. Rồi, và hai cái còn lại. Solar panel cấp độ 5. Ta hãy mở nhiệm vụ lên một cái. Mở vào đây. More power. Và hoàn thành. Chúng ta được hết up star. Lấy đại rồi bắt bát nó đi. Nó không quan trọng nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ chơi khô máu tiếp một lần nữa. Sau khi chúng ta có hết up star thì ta cất vào đây. Mình đang có một ngôi sao này cũng cho khá nhiều. Thì mình nghĩ là chúng ta nên lấy những ngôi sao dởm hơn. Đó là ngôi Brown Warp này, rồi cái gì nữa, Red Warp thì normal, nó có được tới, thôi kệ đi, không cần quan tâm đâu. Và low, lấy những cái low xài trước đi ha, thằng đó là special. Và chúng ta cần cái này là 6, thì thêm 2 nữa, và chơi luôn. Đâu rồi, bây giờ là thời khắc thật là trọng đại, này là quá dữ luôn nè. Solar panel cấp độ cuối cùng, 6, kinh khủng. Nhưng mà nó chỉ sản xuất được 4.000 RF Fertig thôi. Có nhiều hay không? Chúng ta đang có bầu trời đêm hay bầu trời sáng vậy? Bầu trời sáng. Ta hãy bỏ xuống xem thử coi. Kinh khủng chưa? 4.000 RF. Bây giờ nó đang sản xuất được bao nhiêu? 4.000 RF Fertig. Quá dữ. Thật là kinh khủng. Và ta hãy coi thử coi nó là Solar gì đó. Mình không nhớ tên cái bản mod nhưng mà Solar Flux đúng rồi. Nó sẽ có những cái upgrade thì ta có thể làm được upgrade hay không? Làm được luôn. Đấy, và đang chứa năng lượng kìa. Ghê chưa? 60 triệu. Cái này chúng ta cần phải kéo một cái sợi dây để mình có thể chuyển điện. Đâu cần. Ta lên trên nóc đi. Ta bay lên trên nóc, ta gắn nó xuống. Nó đâu rồi? Lên chưa? Và chúng ta có đường dây điện ở đâu? Kiểm tra thử coi. Ngay vị trí này hả? Chơi luôn. Gắn nó xuống. Và đường dây điện đó, nó sẽ hút điện xuống. Không cần lo đâu. Quá dữ. Và chúng ta có thể xem cái solar panel này là cái nguồn năng lượng dự phòng. Bởi vì nó chứa được tới 60 triệu RF lận. Bên dưới chúng ta có 100 triệu RF. Quá đã luôn.
giờ mặt trời nó lên cũng chưa tới bao nhiêu hết, nghĩa là chúng ta sẽ có rất là nhiều điện năng trong một ngày. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống. Và có một lưu ý mình sẽ nhắc lại, đó chính là chúng ta không chế tạo được solar panel cấp độ 1 nha các bạn. Chúng ta chỉ có thể chế tạo từ cấp độ 2 trở đi. Và cấp độ 1 này ở trong một cái nhiệm vụ nào đó, các bạn có thể coi trong những tập trước, nó sẽ cho bạn phải chọn đúng cái món đó thì bạn mới chế tạo và hoàn thành những nhiệm vụ này được. Còn không là bạn sẽ không có để hoàn thành nhiệm vụ đâu. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái reward pack ở bên này đi. Đâu rồi, bên nãy bên trái đúng không? Giờ lấy bên phải. Và có hai cái reward pack đang chờ đợi, Basic và Legendary. Mở cái Basic trước. Limestone và Legendary. Giờ này cho quá trễ. Carbon Nano Thub. Đúng là quá trễ thiệt. Và chúng ta sẽ bỏ hết những em này vào trong này, bởi vì đó là những thứ không cần thiết. Rồi sau đó mình sẽ cất cái Carbon Nano Thub ở đây. Bây giờ chúng ta hãy kiểm tra xem, ta được 4 cây Naquada Alloying God nữa rồi. Và nó đang chạy nè. Đang chạy nè. Tuyệt vời. Hãy kiểm tra xem nó có lên thêm cục nào nữa không. Được một cục luôn, chơi luôn. Như vậy là mình có thể chế tạo thêm được một cái Naquada rồi đó. Sau khi đã có được một cái Naquada, chúng ta có thể chia nó vào cái Alloy Smelter ở đó luôn. Bây giờ Naquada, ok, bỏ vào thêm một. Rồi, bây giờ là công việc ngồi chờ. Và trước khi chúng ta kết thúc, mình muốn đi qua thăm Venus một lần nữa để chúng ta xem thử coi cái Ender Quarry đã đào được tới đâu rồi. Hồi nãy chúng ta kiểm tra thì nó đào được cũng khá nhiều, nhưng mà bây giờ mình muốn xem nó đã lắp được cái núi hay chưa. Và bên ngoài trời đang tối, chắc chắn sẽ có quái. Ta cứ lướt qua thôi, không cần quan tâm các em quái làm gì đâu. Bây giờ tới, play kìa. Ta chạy lại cho nó bắn lửa cho khu vực này nó sáng lên chút xíu. Mình cứ lướt qua thôi. Thấy chưa, nó bắn lửa kìa, ghê chưa. Rồi, và bay lên. Do ngọn núi này quá cao nên chúng ta bay lên thì đụng cái đỉnh núi nè, nên ta đâu bay lên tiếp được. Và lên tới trển luôn rồi kìa, nhanh thật. Rồi, và hãy kiểm tra xem khu vực này nó sẽ chuyển thành một cái khu vực rất là đẹp đẽ, bởi vì thay đổi được bằng cây xanh. Và sau khi chúng ta đào hết khu vực này thì chắc chắn rằng cái hành tinh này nó sẽ xanh tươi hơn là cái hành tinh khi mà chúng ta chưa khám phá, bởi vì mình đang cho đất vào đây rất là nhiều bằng cái Ender Quarry. Và có vẻ như là Ender Quarry nó đang chừa lại khu vực ở phía bên trên. Đây là điều mình đang muốn kiểm chứng. Chúng ta đang đứng ở độ cao 106. Mình đang đặt cái marker ở độ cao là 100. Ta hãy kiểm tra thử coi đúng không nha. Có một điều mà mình quan tâm á, đó là khi mà Ender Quarry nó đào, nó có thật sự là nó đào hết hay không? Nghĩa là nó sẽ đào vượt quá cái tầm chúng ta đang để. Ở đây là 100. Như vậy là nó sẽ đào từ đây lên thêm 5 ô nữa là tới 105 ha. Rồi ok, đó là một cái điều rất là thú vị, bởi vì không có đâu đề cập hết trơn hết á. Rồi ta hãy nhảy lên trên này coi lại một lần nữa. Đây là độ cao 106. Và như vậy là 6 ô chứ không phải 5 ô, lộn. Và đây là 107. Nếu mà nó đào hết thì nó sẽ đào luôn ở phần trên. Và nó chỉ chừa lại đúng ngay ở chỗ 107. Ủa sao kỳ vậy? Phải không vậy? Phải có vụ đó không vậy? Rồi chính xác là nó sẽ chừa lại ở 107 rồi đó. Bởi vì mình đang coi nó tới đây. Chúng ta hãy đập ra và thấy cục đất ở bên dưới. Nếu không có gì chặn nó lại thì nó sẽ là khối cỏ, còn không nó sẽ là cục đất. Ok, nó là một thứ rất là hay và không ai đề cập hết. Bây giờ chúng ta biết thì chúng ta có thể rút kinh nghiệm. Nếu bạn muốn đào luôn những cái núi này á, thì bạn bắt buộc sẽ phải nâng cái marker của Ender Quarry ở trên cao, giống như mọi khi mình gắn nó ở trên trời vậy đó. Tổng kết lại, trong ngày hôm nay chúng ta đã có thêm Naquada để chế tạo thêm những cái Stargate Ring Block. Và mình cũng đã hoàn thành được phần nhiệm vụ More Power, đó là hai cái cuối cùng, Solar Panel 5 và 6. Và trong thời gian giữa hai tập, chắc chắn là mình sẽ treo máy nữa. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye!